em nó sao anh không à? Gì Minh kỳ quá. Em sợ fan anh chém em á chứ. Không có đâu. Dạ. Hôm nay để cho ta thấy chưa ta? Em là mọi người. Hello mọi người. Xin chào Dương Minh. Chào anh. Em đang cầm điện thoại đây, chưa thấy gì. Đã. Ê, mình phải khóa âm thanh rồi chứ hả? Đúng không? Không cần khóa hả? Hello. Hello, xin chào mọi người. Có ai thấy chúng tôi không? Vô đi. Dạ. Có chưa? Đã, rồi, trái tim đã bay đầy trời rồi anh ạ. À. Chưa, mới có vài trái tim thôi, anh là phải đỏ tim luôn kìa. Mới à, phải đỏ tim mới bắt đầu được hả? Tim phải đỏ rực luôn kìa. Rồi, tim đỏ rực luôn. Ủa, làm sao em share được ở trên Facebook của em ha? À, đúng không? Share được đúng không? Được mà. À, bây okay. Giờ là đầu tiên là vào trong Facebook của anh. Đúng rồi. Trước, đúng không? Ừ. Xong sẽ thấy cái... Các bạn có thể share buổi livestream này lại về Facebook của các bạn. Ừ. À, bằng cách là vào Facebook của trường trước, vào nhà của trường, sau đó sẽ thấy cái livestream này, sau các bạn bấm nút share ở dưới. Share về để cho bạn bè mình cùng chơi. Nhưng mà hôm nay mình start hơi trễ chút xíu, vậy có thể là mình nói chuyện dài chút xíu, sau mình sẽ giới thiệu bài nó hơi trễ chút xíu, mọi người chịu không ta? Hôm nay đâu có đá bóng đâu. Đúng rồi, với lại em nghĩ là mình tám trễ một chút, xong rồi mọi người vẫn có thể lên coi được mà, coi lúc 9:05 hay 9:10 thì cũng đâu có sao. Đúng rồi. Dạ. Ồ. Trái tim. Bấm tim nè. Vậy mà chắc là mọi người chỉ quan tâm tới trái tim của anh thôi. Không có, cũng quan tâm trái tim của em mà. Dạ, để em coi em đã like được rồi. Ít nhất em cũng phải có người vào coi em chứ. Không mà tất cả mà mình ơi, anh thấy không, cái màn rất là dễ thương, đó là đầu tiên là phải chào rồi gọi tên. Anh ơi gọi tên em đi. Đúng không? Giờ sao gọi tên anh ta? Kìa. Anh nhìn vô em thấy của em thấy không? Của em mạng đang yếu. Vậy hả? Nhưng mà thấy mà, đây này của em thấy mà. Thấy không? Xin chào mọi người, nhìn thì gọi xíu nè. Ok, chào Tuyết Văn Lâm nè. Chào Yuna Nguyễn nè, chào Tony Tuấn nè. Chào Tiểu Mùi Hoa. Chào bạn Liên Nguyễn. Ok đây. Thảo Lê. Chào anh hai nè. Nhìn vô đây chào ha. Dạ. Ok. Chào Thảo Lê. Tám Sài Gòn watching luôn kìa. Ồ, Tám Sài Gòn kìa. Hôm nay mình tám nè. Tiếp lại. Ngày hôm nay là ai vậy? Trong lúc chào mọi người thì Trường giới thiệu sơ qua người bạn cái bên Trường, là cái người sẽ giúp Trường hôm nay là anh cậu nói cho Trường với các bạn, đó là bạn Diệu Minh. Chắc các bạn cũng nếu mà nghe những cái chương trình sống thuộc về của FM 99.9 MHz thì sẽ rất là quen biết với giọng nói của Diệu Minh, và giọng nói rất là đẹp. Dạ. Và người cũng thế. Dạ, cảm ơn anh. Hôm nay rất là hân hạnh được ngồi cùng với anh hai trong tập 4 để giới thiệu đến mọi người bài hát Vầng Trăng Khuyết, là một trong những bài hát mà cá nhân Minh thì cũng rất là thích. Thật ra thì Minh đã nghe nhạc của anh hai từ lâu rồi. Ủa, fan của anh thì gọi là gì? Fan của anh gọi là gì hả? Ví dụ như là Nu là sẽ gọi là Nu con, hay là Tùng là Sky chẳng hạn. Gọi sẽ gọi là Út Heo. Út Heo hả? Thôi vậy thôi, em. Nói chung là Út thôi, bé Út thôi. Tại vì anh là anh hai thì chắc là anh coi em như là những người em của anh thì chắc là bé Út. Bé Út Diệu Minh. Dạ, bé Út Diệu Minh. Vầng Trăng Khuyết. Lý do tại sao anh chọn bài hát này là tập 4 của cái mùa này ha anh? Có nhiều lý do. Nhưng mà đầu tiên cái điều đầu tiên trước nhất đó là một bài hát mà chị nghĩ rằng là một bài hát hay. Anh nghĩ là bài hát hay, giai điệu hay, ca từ đẹp. Và hơn hết nữa là nó có rất là nhiều những cái kỷ niệm với anh. Và anh cũng tin chắc là đây là những cái bài mà nằm trong cái playlist của các bạn luôn luôn yêu thích. Dạ. Như Minh có thích bài này không? Tất nhiên rồi, em rất thích. Vầng Trăng Khuyết là nó nằm ở trong album... Hình như là... Biển Trắng. No. Vầng Trăng Khuyết. Mãi mãi thì không có Vầng Trăng Khuyết. Nhưng mà thật sự ra Vầng Trăng Khuyết nó nằm trong một cái CD độc lập. Nhưng mà là hát bài đó trong cái live show của mình. Live show đầu tiên của anh năm 2010. Live show đầu tiên năm 2000. Nó mới dữ dằn chứ. Đúng rồi. Yeah. Là live show đầu tiên luôn. Yeah. Đầu tiên của anh nghĩ là của dòng nhạc trẻ Việt Nam mình. Dạ, yeah, coi như là năm 97 làn sóng xanh giúp cho nhạc trẻ Việt được mọi người bắt đầu là đón nhận, tạo nên một cái làn sóng mới. Xong là đến năm 98 là có anh Trường, Tình Thôi Xót Xa.
rồi xong sau đó là anh Trường là coi như là rần rần trở thành một cái hiện tượng. Và lúc đó thì năm 2000 em nhớ là anh làm cái show đó, em nhớ là vé hàng LMNK gì đó là 80.000 một vé. Đúng rồi, 80.000 và những cái hàng gần thì sẽ mắc hơn. Bởi vì mà hàng gần em đi mua ngay ngày đầu tiên mở bán vé không có. Chỉ cho 3 ngày thôi là vé hết sạch rồi. Nha. 3 ngày thôi thì live show. Em đứng xếp hàng mua ở Lan Anh à. Thế hả? Trẻ thương quá vậy. Lúc đó là chắc dù anh chưa có cũng còn trẻ lắm, chưa có đi làm cho đài. Đúng rồi. Lúc đó anh biết 80.000 với túi sinh viên rồi nó khổ sở như thế nào. Bây giờ anh phải trả lại cho em 80.000 đó mới được. Dạ em đi ăn nha, được không? Thôi anh phải trả cho nhiều hơn chứ. Bây giờ trượt giá 20 năm qua rồi, 80.000 nó phải lên 8. Em tính là 8 triệu. 80 triệu. À 80 triệu. Tại vì còn cái công của em đứng xếp hàng nữa. Không, anh nghĩ thật ra 80 triệu là hợp lý. Dạ. Giá cho tới ngày hôm nay anh nhớ lúc đó chỉ một chỉ vàng chỉ có mới có khoảng tầm mấy chục nghìn một chỉ vàng thôi. Em cũng không nhớ lắm. Cho nên là 80.000 lúc đó thì bằng với 80 triệu bây giờ. Nhưng đúng mà không? Nói chứ hả, lúc đó em vẫn nhớ là xếp hàng lên mua là chỉ còn vé hàng LMK, những hàng đầu là hết sạch vé. Mà vui lắm. Mà anh làm tới mấy đêm lận? Anh làm 2 đêm. Dạ. Lúc đó là mọi người bắt đầu làm in vé đóng dấu nè, anh ngồi không người làm rất là mà. Sự lúc đó là lần đầu tiên làm live show rất là hồi hộp. Yeah. Anh lúc đó anh hồi hộp lắm. Mọi người chuẩn bị cho anh rất là chu đáo. Đồ ăn, đồ uống, trái cây nào lúc nào cũng chuẩn bị sẵn. Thậm chí là trong live show diễn ra đó, chuẩn bị sẵn nguyên một cái bình để dưỡng khí để mà thở. Rồi tính là gọi là tính rất là chu đáo cho anh. Nhưng mà đại khái tất cả những cái đó, cái khung cảnh lúc đó, những cái việc làm đó làm cho anh cảm thấy là đây trong cái thời khắc rất là quan trọng với cái đường sự nghiệp bé nhẹ của anh. Thấy mọi người chuẩn bị bé bướm poster này nọ quảng cáo này, thấy rất là vui. Thật sự ra là bây giờ thì chắc là các bạn trẻ nói để cho nó dễ hình dung thì mình cũng tưởng tượng như là bây giờ mình săn vé của các ngôi sao ngoại quốc vậy đó. Mà thời đó khi mà Dũng Minh vẫn còn nhớ là đến với sân Lan Anh ở những cái ghế khu vực VIP thôi mới được có những cái bàn tay bằng giấy bìa cạc tông to màu trắng để mọi người cầm dơ lên như thế này. Ai đi của anh á? Dạ, cổ vũ cho anh. Rồi. Anh nói là thôi bây giờ mình sẽ có cái gì đó cho khán giả, họ có thể, mọi người có thể cổ vũ và cảm thấy là tay chân không bị chống chải á, thế là cho cắt những cái bàn tay màu trắng ra bằng giấy cắt tông xong để vào mỗi ghế là một cái bàn tay thế. Khi mọi người nghe nhạc thì có thể rút ra và cổ vũ. Đúng rồi. Tại vì chương trình nó thật ra là Trường cũng cho các bạn có thể là Trường cũng cho quay video lại, cho nên là những cái hiệu ứng nó sẽ làm cho cái clip mình nó lung linh hơn, nó đẹp hơn và nó sẽ sôi động hơn. Bây giờ thì có light stick, bây giờ thì có đèn của điện thoại rồi. Đúng thì rồi. Bây giờ thì nó quá là lung linh rồi, nhưng mà ngày xưa thì thật sự là với những cái bàn tay đó mình bước vào sân khấu Lan Anh xem, lúc đó đối với em một cái show nó thật sự là nó giống như là một cái gì đó nó ghê gớm lắm. Nhờ hồi đó anh làm show lần đầu tiên cái cảm xúc của mình như thế nào? Cái cảm xúc đầu tiên của anh lúc đó là hồi hộp, căng thẳng nhưng mà rất là sung sướng. Bởi vì mình biết rằng hôm đó khán giả đến với chương trình là bởi vì anh, bởi vì Trường, chứ không vì một bạn đồng nghiệp nào khác của Trường, tại hôm đó chỉ có Trường thôi. Và tất cả những cái điều đó nó làm cho cái từng bài hát trong mỗi thời khắc trên sân khấu nó trở nên đặc biệt quan trọng, và đặc biệt là cảm xúc ghê gớm, rất là cảm xúc. Lần đầu tiên Trường làm live show, mời anh Huỳnh Phúc Điền làm đạo diễn cho chương trình, rồi ban nhạc. Nói chung tất cả mọi người đều rất là mới mẻ, không bao giờ nghĩ là có một cái chương trình nó theo cái dạng thức như thế. Lần đầu tiên anh Điền cũng làm đạo diễn cho một chương trình nè, rồi ban nhạc đầu tiên làm cái show hoành tráng cho một ca sĩ riêng nè, khán giả ngoài dưới rất là đông và hát. Nói chung là mọi thứ đều rất là mới mẻ, tạo ra một cái cảm xúc là khó quên. Hồi đó là sân khấu ở Lan Anh nha, nhưng mà làm mặt kiến đàng hoàng luôn. Đúng rồi, đúng rồi. Là cái mặt sân khấu là lòng kiến thì kiến cường lực đàng hoàng, tại vì sợ là với trọng lượng của rất nhiều người thì nguy hiểm. Nhưng mà nói chung là về đầu tư thì lúc đó rất là khủng so với thời điểm đó. Bài Vầng Trăng Khuyết này là anh Trường mặc một cái áo dài màu xanh, hoàng một cái khăn màu trắng. Lúc đó ai làm stylist cho anh? Lúc đó hả? Stylist? Hay là chưa có khái niệm stylist? Lúc đó là thật sự là chưa có khái niệm stylist. Và mình tự ý kiến của ekip rồi góp với nhau rồi ra được những trang phục đó. Chỉ có những cái live show sau này thì mới có stylist thôi. Còn lúc đó chưa, mọi thứ rất là mới mẻ. Mình làm những điều đó là đã kinh khủng lắm rồi. Có cái điều gì vui vui mà hồi show lúc đó anh nhớ là anh kể cho mọi người nghe, chứ bây giờ thiệt sự ra thì cũng không nhiều người tưởng tượng được là cái không khí âm nhạc của ngày đó như thế nào anh hả?
lúc đầu tiên khi mà cái cảm giác mà Trường nhớ đó là Trường bắt gặp được cái một khán giả khóc. Ừ, anh bắt gặp được cái đó, anh ngơ ngác, anh nhìn nhìn vừa hát vừa ngơ ngác mà không biết là máy quay có chụp cái đó hay không, hoặc là lúc edit lại có lấy được cái khoảnh khắc đó hay không. Nhưng mà mình cảm thấy thực sự là xúc động thực sự khi thấy có một người thực sự khóc vì mình. Yeah. Vậy mình nghĩ là phải chỉ có những người yêu như là thương nhau thì người yêu của nhau thì người ta sẽ yêu nhau quá thì người ta sẽ khóc vì nhau, nhưng chứng tỏ là lúc đó là khán giả đã yêu anh rất là nhiều. Em tưởng đâu là anh phải thấy những người khóc vì anh trước đó rồi chứ. Những năm 98 mà anh phải đúng thấy thực sự là thấy nhờ. Nhưng mà mình chỉ thấy được với những cái qua báo chí này là chứ mình tiếp xúc hát thì lúc trước những trước đó thì những cái chương trình đi hát thì thường thường là khán giả với ca sĩ cũng có cái khoảng cách, không bao giờ nó gần như cái sân khấu đêm hôm đó. Hôm đó là Trường tiếp cận với khán giả gần, thật là gần. Và cho dù cái đặc biệt hơn nữa là khi thấy một người khóc, nhìn qua người kia bên cũng khóc, nhìn ra người kia cũng khóc, bắt đầu đầu lan tỏa, lan truyền như người khóc thì mình cảm thấy là mà cái khóc này nó rất là mãnh liệt, nó giống như là yêu nhau mà không đến được với nhau vậy đó. Trời ơi, khổ dễ sợ, đúng lùi tim Trường. Vậy những cái tình cảm của fan với anh á, ngoài những cái hình ảnh đó còn những cái hình ảnh nào ghi dấu trong tim anh nữa? Khán giả luôn luôn lúc đó thì mỗi thời điểm thì cái khán giả nó khác nhau, nhưng mà vào cái thời điểm đó thì khán giả họ rất là chân tình, từng cái ánh mắt, từng cái cử chỉ, từng cái sự cổ vũ tới cái giờ phút cuối cùng luôn, show diễn ra tới bài cuối cùng ra chào rồi khán giả vẫn không chịu về. Yeah. Vẫn nén lại, vẫn đợi, đúng em không nhớ về, không biết mà không nhớ. Bây giờ mà làm encore như Hàn Quốc ha, là tức là tắt hết đèn đi cái xong rồi cái chừng một phút sau cái bùng sân khấu lại. Đó là lúc đó hay quá. Bây giờ là nhiều chiêu lắm rồi. Hồi xưa thì rất là mộc mạc, mọi thứ thì cảm xúc rất là thật, thành ra là mình chưa có cách để mình đẩy cảm xúc nó lên tới một cái điểm thăng trào, nếu mà biết lúc đó thì sẽ là khủng khiếp lắm. Thì đó là những cái kỷ niệm mà trong cái live show năm 2000, cái thời điểm mà lúc đó anh hát cái bài Vườn Trăng Khuyết. Tới hôm nay là 18 năm rồi đấy. Em thấy mọi người thả tim cho anh quá trời luôn nè, anh có cần phải dành vài phút bây chào giờ sao mọi người bây giờ Trường không? lấy tim Trường ra lại cho mọi người được không? Không lấy tim của Trường ra không? Chào mọi người, anh Trường vẫn đang theo dõi đây nè anh, quá trời. Anh rất muốn, Minh ơi, rất muốn trả lời câu hỏi của các bạn, tại vì hồi nãy anh có nói trên Facebook là không dễ dàng để mà giải bày cho các bạn những cái điều mà lát nữa sẽ trò chuyện. Thì thật ra thì có nhiều điều quá, bây giờ ngồi lại đây ví dụ mình thì thực sự có rất nhiều điều muốn nói các bạn, nhưng mà Trường nghĩ là có lẽ bây giờ là... này nè, để Minh hỏi mồi cho mọi người, tranh thủ dịp này ai muốn hỏi anh hai cái gì á thì mình comment ở dưới cái livestream này ha. Anh hỏi gì anh? Ví dụ như em hỏi mồi, ví dụ như là anh hát hay rồi thì anh có bao giờ sử dụng cái thế mạnh này của mình để gọi là bày tỏ tình cảm với lại cái người nào mà anh cảm thấy thích? Sao, xin lỗi, hoặc là anh có hát để dụ các cô gái hay không? Có thả thính không hả? Đúng rồi, dạ. Cái thật ra thì Trường nghĩ rằng nói là thả thính thì cái từ nó xuất hiện gần đây thôi cho nó vui thôi. Chứ cái cách của Trường nói là cái tạo cái sự tương tác giữa mình với lại công chúng. Mỗi ca sĩ thì Trường nghĩ là đều có những cái cách thức riêng của mình để mà chinh phục khán giả. Riêng với Trường thì Trường đã sau bao nhiêu ca hát mình cũng tìm được cho mình cái cách gọi là tạm gọi là cách riêng đi. Trong những cái ngày đầu tiên đi hát luôn, cho tới live show năm 2000 là Trường đã có những cái đó. Có nghĩa là gì? Là khi mà Trường hát ở sân khấu á, Trường sẽ dùng ánh mắt của mình, tiếng nhà nó gọi là eye contact đúng không? Là những cái ánh mắt của mình để nhìn khán giả. Bởi vì người ta nói là không có cách tình cảm đến từ trực tiếp từ con mắt. Lúc đó cái lời hát, cái miệng thì dùng để hát rồi, hát cái lời bài hát rất là đẹp rồi. Vậy thì còn cái gì còn lại để mà có thể trao thân gửi phận cho khán giả thì chỉ có là eye contact, là qua ánh mắt anh nhìn thôi. Thì khi mà nhìn khán giả sẽ cảm nhận được những cái ánh mắt biết nói đó. Khán giả em không nói, em nói một cái cô gái nào đó cơ. Ủa, chứ nói với khán giả rất là bình thường, đúng không mọi người? Bây giờ thí dụ bây giờ một cô gái đang ngồi bên cạnh anh đi. Chết em luôn, không được đâu. Fan của anh sẽ vào đánh sập với có câu trả lời nào rõ ràng bằng cái cảm nhận thực tại bên trong. Thôi bây giờ khỏi nhìn, em có thể tự động giải bày luôn được rồi. Có nghĩa là khi hát thì mình sẽ nhìn thấy người con gái đó, và mình hát với bạn ấy bằng cái sự chân thành. Thì Trường nghĩ len lối trong những cái cảm xúc đó, mình sẽ đẩy cảm xúc mình vào trong cái cảm xúc của bạn ấy được. Nó giống như là một cái giác quan vậy đó. Nó khó diễn tả lắm. Chỉ có khi nào thực sự là các bạn đứng trên sân khấu hát bằng cái đam mê và hát bởi vì muốn đem lại cái cảm xúc cho người đối diện, thì lúc đó bạn sẽ cảm nhận được là
nó giống như là cái một luồng hơi thở của mình, hay là một cái dòng máu của mình nó chạy bên trong cái cơ thể, và mình gặp được những cái rung động mà cùng tần số với nhau, thì khi đó mình sẽ thấy được, có thể nói được luôn là bạn người đó người ta đang nghĩ về mình luôn, cảm nhận được luôn. Người đó có thể nói là chết rồi anh Trường ơi, em thích anh quá rồi, đại khái mình vẫn cảm nhận được luôn. Nhưng mà một cô gái nào đó mà anh đã từng chinh phục bằng cái thế mạnh của anh là giọng hát chứ không phải là ánh mắt em nghe nãy giờ rồi. Bằng giọng hát hả? Dạ. Cái này là bản năng rồi. Bây giờ các bạn thật sự giờ Trường hỏi thật các bạn nha. Các bạn nghe giọng nói của Trường có tình cảm không? Có ấm không? Có đầm ấm trong không? Có. Có không à? Có ai trả lời không ạ? Có ai trả lời không? Chưa ai kịp trả lời. Bây giờ giết đánh máy không kịp thì bắn tim cho Trường thấy đi là thì wow rồi. Rất nhiều bạn. Thì cái giọng nói nó quan trọng, thì Trường sẽ dùng giọng nói để mà đang truyền đạt cái tình cảm Trường đến với mọi người đó. Mọi người bắn tim cho Trường. Bây giờ anh mà nói một hồi không có xong cái câu chuyện đó. Hello Hàn Quốc Việt. Hàn Quốc Việt nè, Hàn Quốc yeah. Anh còn nhớ là cái giọng nói của mình rất là tình cảm. Anh nghĩ là vậy. Bởi vì mình nói từ cái hơi thở người ta nói từ bụng, nhưng mà anh nói từ trái tim của mình. Anh cảm nhận được không? Anh nói là về thực sự luôn, chứ không phải nói về kiểu lý thuyết đâu. Là nói ra thì anh thấy cái phần ngay bất ngờ bên trái nó rung rung bắt đầu nó tê tê. Là anh nói bằng trái tim của anh. Em chẳng thấy tê gì hết. Anh tê bên trong em không biết. Thì mà anh cầm điện thoại lên, chẳng hạn anh cầm điện thoại đây, anh sẽ nói như nào, gọi cho một người nữa không? Alo em hả? Ừ anh à, em đang làm gì vậy? Đây thấy. Anh nói lại cái đoạn ánh sáng đời tôi, anh có nhớ không? Ánh sáng đời tôi à? Alo. Cái đó thì không có, cái đó là giận giỏi rồi. Thì đó là cái cách mà anh nghĩ là để truyền tải cái cảm xúc tới người đại diện, đặc biệt là con gái. Chắc phải mai mốt mình có hẳn cả một cái buổi livestream để anh cái Trường hả? Chia sẻ bí quyết cô gái ạ. Phải chi hỏi cái điều này cách đây khoảng tầm 20 năm, khoảng 20 năm hoặc là 5-6 năm về trước khi anh có gia đình đi, thì anh sẽ trả lời thoải mái hơn. Anh thấy có nhiều câu hỏi phải không? Thomas em chào Nguyễn anh đó. Chị có Thomas Tâm Nguyễn nè, có Tâm chồng của Hồng Ngọc nè, chào Han Cu Hàn Quốc Việt nè, chào Ngô Quỳnh Trâm nè, chào Ngô Quỳnh Trâm ở Huế nè. Chào Hoàng Quân, là một bạn cũng rất là thích nhạc của anh ở tận Nhật Bản đó, đang xem livestream nè. Cảm ơn bạn. Tâm Hồng Ngọc nói là chết rồi, yêu anh Trường rồi kìa. Tâm ơi, anh cũng yêu em, Tâm ơi. Trời ơi, anh Tâm ơi, anh Trường ai anh cũng yêu hết đó, khổ lắm. Không, bây giờ mình nói chuyện bài hát đi. Ok. Dạ, những cái bài hát của anh đó thì phải nói rằng là chắc là những người mà thế hệ 8X đó, cái không khí khi mà nghe nhớ lại thời thanh xuân của mình rất là nhiều. Có Vầng Trăng Khuyết nè. Ví dụ như em thì em còn thích Lãng Quên Chiều Thu nè, dạ đúng rồi, hay là Vắng Em nè, Chia Tay Trong Mưa nè. Mà thật sự ra mà nói, mà nếu mà anh hát cho hết những bài của anh mà fan thích thì em nghĩ chắc không biết bao nhiêu mùa mới đủ. Cho nên là anh sẽ từ từ. Chưa rất muốn các bạn ơi, chưa rất muốn thật sự là sẽ được thấy những cái cảm xúc các bạn. Chẳng hạn như bạn thích cái bài hát nào thì gửi cái cảm nhận về bài hát đó cho Trường qua Facebook của Trường đi. Bởi vì có như thế là sẽ giúp Trường tìm được ngay cái bài hát mà mình sẽ hát trong cái mùa tới. Có lẽ là mình sẽ nói cái này nhiều hơn trong chương trình sáng mai livestream tại đài đi ha. Dạ đúng rồi. Bây giờ thì mình đại khái là Trường nghĩ rằng với một cái vốn bài nhiều như thế thì Trường sẽ từ tốn, từ từ mà cứ thông thả mà làm tất cả những bài hát này. Bởi vì đó là cái tâm nguyện của Trường. Trường rất muốn, đó là cái niềm mong muốn từ trong tâm của Trường. Trường muốn là đem tất cả những bài hát đó một lần nữa gửi cho mọi người. Và bên cạnh những bài hát mới Trường sẽ giới thiệu. 5 phút nữa là mình sẽ on air tập 4 của dự án Lam Trường 9pm, bài Vầng Trăng Khuyết. Mọi người nhớ nha, mặc dù mình coi livestream nhưng mà đừng quên là 5 phút nữa mình sẽ được xem chính thức MV của bài hát này. Anh có cái kỷ niệm nào với bài này không? Bài Vầng Trăng Khuyết thì giống như nãy anh nói là xem lại cái clip này, nhiều khi các bạn cũng thắc mắc là không biết Trường có hay ngồi xem lại những cái sản phẩm, những âm nhạc, bài hát của mình trước đây không, thì thực sự là Trường có. Và khi xem lại nó có nhiều cái cảm xúc lắm, cảm xúc như tại sao xưa mình ngố như thế, sao mình có thể mặc đồ như thế, nhưng mà lại thì có những cái cảm xúc mà mình cảm thấy rất là trân quý, bởi vì đó là cái thời khắc của từng cái thời điểm, nó có những cái thời khắc quan trọng. Mình giọng hát mình rất là mộc mạc, và nó thể hiện một cái sự năng động, một cái sự tươi trẻ của một người con trai khi mới bước vào con đường âm nhạc. Tới bây giờ qua nhiều trải nghiệm thì giọng Trường nó thay đổi theo thời gian, trầm ấm hơn.
trải nghiệm hơn, cảm xúc cũng có những cái léo nó nhiều khúc, nhiều khía cạnh hơn. Thì cho nên là coi lại những cái bài hát đó rất là cảm xúc, và thật sự đó là cái suy nghĩ của Trường về mỗi bài hát nói chung và riêng bài Vườn Nhật Quý nói riêng, và mỗi lần mà Trường nghe lại là điều rất là nhiều cảm xúc. Nhưng mà cho dù qua 20 năm rồi á, anh Trường vẫn có những cái rất là đặc trưng, ví dụ như là cái cách luyến lấy ở trong giọng hát. Dèm có không anh? Tao hát tự nhiên nghe coi, tao biết hát tự nhiên. Cái này để bữa đó có rất là nhiều. Nhưng bài mà... hát được cái kiểu đó. Mọi người đừng có chiêu Trường sửa, thì đó là đặc trưng của Trường, nhăn chán hay là hay là một số từ nó không có phải sắc nét mà nó hơi mờ mờ, nhưng mà đó là kiểu của Trường, sẽ không có ai giống như Trường hết. Thậm chí bây giờ Trường nghe nhiều bạn bắt chước lại cũng đâu giống đâu, làm anh thấy có vẻ cường điệu hóa hơi hay là cho mọi người buồn cười thôi chứ đâu có giống lắm đâu. Em đang tính nói là anh thấy mọi người hát lại cái style của anh thì cảm giác của anh như thế nào, tại không phải chỉ có mấy cái chữ đó đâu, rồi còn cái điệu bộ của anh á, cái điệu bộ cái tay của anh đại khái gì bước bước trong chiều mưa đó. Ok. Hồi nãy anh có thêm một câu hỏi của một người đó. Anh thấy hay quá, anh muốn hỏi là bạn ấy hỏi là những cái bài hát trong trong 9pm live thì của Trường á, có sẽ bỏ lên Apple Music hay gì không á? Chắc là bạn nó hỏi như thế là chắc là Trường nghĩ là bạn ấy ở ở bên Mỹ, bên nước ngoài, tại vì Apple Music hình như là chưa có vào thị trường Việt Nam mình, đúng không? Hiện nay có vào chưa? Đã vào rồi hả? Vậy may quá. Thì thật ra thị trường cũng có muốn đẩy cái phần audio của 9pm live lên ra bản MP3 để cho các bạn có thể nghe được. Thì hiện nay thì Trường với ekip đang cùng một số đối tác đang liên lạc với bên ekip của Trường để mà liên lạc và muốn sử dụng cái phần audio này để đem đến cho công chúng nghe, các bạn khán giả nghe. Thì hy vọng là trong một ngày gần đây nhất thì các bạn sẽ được nghe lại cái bản audio này, có thể đem về USB bỏ lên xe hơi để mà nghe, hay là copy vào đĩa. Thì Trường nghĩ là sẽ sớm có miếng bán này cho bạn, cho các bạn. Chứ còn muốn là có cả phần karaoke sau này nữa, sẽ đẩy nhiều thứ cho các bạn, tặng hết cho các bạn luôn. Trường có nhiều chuyện cho hết. Mọi người nói là anh Trường nói lớn lên, nói hơi nhỏ nên mọi người nghe không có rõ. Trường nói các bạn nghe rõ không? Con này nghe quen quá. Bạn Trêm Nguyễn, 18-20 năm rồi, nghe ngày xưa nghe cả ngày bằng băng cassette, nhớ quá cả một bầu trời tuổi thơ. Mấy bạn kêu anh hát thì anh có chịu hát không anh? Bây giờ chút xíu nữa là Trường sẽ hát rồi. Muốn anh hát hả? Trường sẽ hát cho các bạn nghe ngày mai được không? Sáng mai đi. Sáng mai Trường sẽ đem đàn guitar lên chương trình của chương trình ngày mai mình là chương trình Khách đến chơi nhà của chương trình. Em giới thiệu luôn đi cho mọi người biết đi. 10 giờ trực tiếp trên sóng FM 99.9 MHz của Đài Tiếng Nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Sáng mai nha. Sáng mai 10 giờ anh Trường sẽ có mặt ở đây để trò chuyện cùng với các bạn thính giả. Các bạn gọi thì đăng ký tham gia ở trên fanpage của kênh FM 99.9 hoặc là gọi đến 39104866. Trường sẽ đem guitar theo và hát tặng cho các bạn nha. Các bạn ngày mai chúng ta gặp lại. Vậy bây giờ thôi mời một câu nhỏ nhỏ của phần Trăng Khuyết, đi một câu điệp khúc thôi được không anh? Vườn trang xưa còn đó, lối cũ anh đi về. Đường lệ thêm một bóng, ngóng ai phương trời xa. Màn sương đêm lạnh giá, trăng khuya xa mờ. Đường tình bơ vơ quá vui, bao sầu nhớ. Rồi. Mọi người còn đề xuất nè, để trọn đời thương nhớ nè. Tóc thề nè. Tóc thề nữa. Dạ, các em bạn... cũng thích bài đó lắm. Bài tóc thề là chị thích lắm. Em cũng vậy mà bài tóc thề chưa anh ra CD bao giờ. Chưa bao giờ ra audio luôn. Đúng rồi, chưa ra audio luôn. Chắc là phải ra bài này ha. Anh nghĩ là nên. Rất nhiều bài. Dạ. Bây giờ như nào thì các bạn cứ từ Trường, tất cả những cái comment của các bạn Trường đều đọc lại hết. Thường là Trường rất là trân trọng và Trường rất là thích khi được đọc những cái comment các bạn. Cho nên là các bạn cứ tham gia vào Facebook Trường và like những comment cho Trường nhiều, thì Trường sẽ đọc được tất cả những cái đề nghị của các bạn, và Trường sẽ luôn nhớ những cái bài pháp các bạn yêu cầu list xuống hết. Giống như là bài Vườn Trăng Khuyết hôm nay, thì lúc trước Trường cũng có nghe ở tập 1 là có nhiều bạn đã yêu cầu bài này, thì hôm nay là có bài này. Cho nên là Trường hy vọng là Trường sẽ được nghe những lời đề nghị của các bạn. Trước khi mà bắt đầu vào cái livestream á, vào cái post cái MV của mình lên á, anh cũng hơi thắc mắc là không biết hiện nay là mọi người đã subscribe cái trang YouTube của Trường chưa, tại vì Trường thấy cái đó quan trọng lắm. Các bạn subscribe thì là các bạn sẽ được nhận những cái bài hát đó bạn thông báo tới các bạn sớm nhất. Dạ, để em subscribe, em chưa subscribe. Em nãy chưa. Đây nè, subscribe như thế này. Bây giờ em sẽ vô YouTube giúp của anh, em. Giúp anh chuyển máy vô đây xíu nha.
Ok. Bây giờ mọi người ơi, chúng ta vào bây giờ là 9 giờ 2 phút và mọi người có thể lên trang của anh Lam Trường để có thể xem phần trăng khuyết đã được on air rồi. À anh ơi, đã có 3.400 view rồi đó. Vậy hả? Dạ. À tại vì anh Trường cài đặt chế độ tự động, chứ đúng 9 giờ là MV sẽ lên. Thành ra là hiện nay có đã 3.000 mấy người. Nè anh, đây là 3.600 rồi. Nhanh vậy? Đó. À, đó. No, đây cái này mà cái đúng nè. Đúng không? Rồi các bạn ơi, các bạn thấy chưa? Cái 8 năm trong một đêm diễn vô cùng quan trọng đối với con đường âm nhạc của Trường. Xíu nha, để Trường nói chút xíu. Ở đây cái nút subscribe màu đỏ bên đây là thấy không? Đó, nút subscribe đó. Đó. Đây là màu đỏ là hiện của trái tim các bạn. Chạm vào đó là chạm vào trái tim của Trường. Rồi, bấm subscribe nè. Các bạn phải login vô trong cái tài khoản YouTube của mình, subscribe cái trang của Trường. Rồi các bạn sẽ được những cái phần quà là những bài hát của Trường gửi tới cho các bạn. Sau đó bài hát sẽ hiện lên đây. Đó, ở đây nó có cái chữ setting mình bấm ra để chọn chế độ. Rồi, đã là chất lượng cao nhất rồi. Play. Cùng nghe nhé. Đêm live show đầu tiên, Lệ Trái Tim muốn nói. Trường đã hát trên 20 bài hát trong đêm hôm đó. Và có một bài hát mà Trường vẫn nhớ như in tới ngày tận ngày hôm nay. Đó là cái khúc Vườn Trăng Khuyết. Bước bên nhau. Rồi, that's good. Trẻ đi sợ. 20 năm chứ mới. Khi mà Trường hát lên giai điệu bài hát này, Đông Quân kìa. Khán giả đã hô vang tên Trường, khán giả đã reo hò, khán giả đã cổ vũ và Trường bắt gặp được những cảm xúc mà tới bây giờ Trường vẫn nhớ như in những giọt nước mắt của khán giả. Khán giả đã khóc khi mà Trường hát bài hát này. Trời coi lại mấy cái này nhớ quá ha. Tới ngày hôm nay Trường rất là mang ơn những giọt nước mắt đó, bởi vì chính nó đã đem lại cho Trường cái sự một cái động lực to lớn vô cùng, một sức mạnh thực sự là không thể nào mà diễn tả được cái sức mạnh đó. Nó giúp cho Trường vượt qua được những cái khó khăn của mình trong con đường âm nhạc 18 năm 20 năm. Trường vấp ngã nhiều lần, gặp những cái khó khăn, nhưng mà chính những cái cảm xúc đó, những cái tình cảm đó, những giọt nước mắt đó đã giúp Trường lấy lại được cái sức mạnh của mình, lấy lại được cái niềm đam mê của mình, để giúp cho mình có thể tiếp tục đi những cái bước dài trong con đường âm nhạc của mình. Ngày hôm nay, khi mà Trường làm lại chương trình Lam Trường 9PM Live, đây là một cái dự án mà Trường cho rằng nó quan trọng với con đường âm nhạc của Trường, đánh dấu một cái bước đi mới, một sự chuyển hướng mới của Trường. Thì Trường một lần nữa Trường muốn được cùng khán giả sống lại những cảm xúc của 18 năm trước. Một cái cảm xúc mà đối với Trường đó là món quà vô giá. Và bây giờ chúng ta hãy cùng nhau sống lại ký ức của 18 năm về trước qua ca khúc Vườn Trăng Khuyết. Lỡ nhịp bởi vì hôm nay bà xã đẹp quá không Hiền? Bà xã xinh quá. Anh ơi, lỡ nhịp với ai vậy? Lỡ nhịp với anh Trường à? Hương Dora kìa, tan nét con tim của em anh ơi. Anh đâu làm gì đâu, tan nét tim em Hương Hương. Đau tim vì anh hả? Bạn chí nguyện cả thời thanh xuân của em. Helen Mel, tiếp cây guitar anh ơi. Vì anh kìa. Vì anh hả Hiền? Vậy thì chắc là bữa nào anh em mình phải gặp nhau riêng rồi, không có gì mình quá. Sương đêm lạnh giá, trăng khuya xa vời, đường tình bơ vơ quá, ôi bao sầu nhớ. Tình yêu nay đã lỡ những giấc mơ xa rồi. Bàn chân anh là lối, em ơi nào có biết? Mình nghe hết bài này luôn nha, xong mình nói chuyện tiếp nữa. Đồng ý không? Bây giờ cùng nhau nghe xong rồi mình tiếp tục livestream nói thêm một vài phút nữa nha. Anh ôm dĩ vãng xót xa. Hay quá. Có nhạc phối
hay quá. Lũ tin. Dạ bảo nó nhắn cái show ngày xưa, live show. Hồi bé nghe băng cassette. Qua mỗi lần đại. Nhảy lên giường cầm chổi hát. Dễ thương vậy. Hay quá, nhớ mà cặp ba kinh khủng. Hồn tàn bạo. Kinh hồn tàn bạo nha. Cảm ơn Hạnh cũng nhiều. Chào ca sĩ Lam Trường, chào chị Lê Hợp. Để cho lại đừng nhớ. Các bạn có yêu cầu nha. Nào bà vơ biết đến bao giờ. Biết em hưng hờ vẫn âm thầm chờ em dưới ánh trăng. Vầng trăng xưa còn đó, lối cũ anh đi về. Đừng lê thê một bóng ngóng ngói phương trời xa. Màn sương đêm lạnh giá, trăng khuya xa mơ. Đường tình bờ vơ quá, ôi bao sầu nhớ. Tình yêu này đã lỡ những giấc mơ xa rồi. Bàn chân anh lạ lối, em ơi nào có biết. Vầng trăng xưa đã khuya, dưới ánh trăng ta. Mình anh ôm dĩ vãng xót xa. Vầng trăng xưa còn đó, lối cũ anh đi về. Khi nào anh Hà sẽ làm live show Việt Nam vậy? Anh nghĩ là sẽ sau một vài mùa anh sẽ tổng hợp lại các bài hát và sẽ làm một chương trình live show. Anh với điều kiện là mọi người phải subscribe, like, phải subscribe, like, share nhiều vô, comment vô các bạn. Tạo cho Trường cái nguồn cảm hứng đi. Các bạn làm cho Trường hứng đi. Cảm ơn anh em. Hai nè, nghe mà nhớ thời đại sống xanh kinh khủng nè. Thời sống xanh này dễ sợ. Quá khiếp. Ghen tị với mấy chế bên kia quá nha. Mấy chị kế bên. Chị kế bên. Mình anh ôm dĩ vãng xót xa. Bài này là một trong những bài em thích nhất. Anh Hai ơi, hát tặng vợ xuống nè. Rồi, ngọt ngào vậy đó hả? Giá trị của bài hát là gì đó. Lụi tim, bài này phối đảo quá. Hết sợi. Cái lúc thu live ở chỗ đó, cái lúc mình hát live thì như thế nào anh nhỉ? Hôm đó đó là các bạn biết không, cái ngày mà Trường quay hình với lại ekip thực hiện cho chương trình Lam Trường IPM Live Season 1, season đầu tiên. Thì có một cái điều mà cũng thấy vui mà cũng thấy là hơi lo là bởi vì Trường chọn luôn cả 10 bài hát, 10 tập. Mà các bạn biết là một bài hát để mà quay được đủ hình ảnh thì đâu có thể nào hát một lần đâu. Phải hát 3 lần, 4 lần. Lần đầu tiên là Trường một bài thôi, Trường phải hát 4 lần, hát live 4 lần luôn. Thì tính lên nhân lên là 10 bài thì thành là 40 lần, có nghĩa là 40 bài. Hôm đó Trường hát từ 4 giờ chiều, Trường hát cho tới 11 giờ tối. Hát 40 lần luôn. Nhưng mà bởi vì băng nhạc đánh quá hay và cảm xúc nó dạt dào. Hơn nữa là hôm đó các bạn biết không, rất là đặc biệt là trong cái buổi quay ngày hôm đó trên cái chỗ quay mà các bạn xem trên MV á, là tất cả mọi người trong ekip quay từ camera tới đạo diễn, rồi phục trang, stylist, rồi những người đi về ánh sáng là đều hát theo bài của Trường hết. Trường hát bài nào là người hát theo bài đó, cho làm Trường thấy sướng và Trường cảm thấy rất là xúc động. Thấy là rõ ràng là âm nhạc của Trường nó đã trở thành một cái phần trong cuộc đời mọi người. Mọi người đã bỏ Trường vào trong cuộc đời mọi người như thế. Thì Trường thấy là không có món quà nào mà nó quý giá bằng món quà này. Trường là một phần. Cảm xúc của anh khi hôm nay không có bóng đá. Yeah. Cảm xúc hôm của anh nay cực kỳ vui là Trường lo lắm. Cảm ơn Kim Thanh đã hỏi là mỗi lần mà mình phát MV vào lúc 9 giờ tối thì y như rằng là trước đó 7 giờ là con Trường đá bóng. Rồi sau đó là sẽ có một trận đá bóng và tất là rất là nhiều trận đá bóng trong ngày. Cho nên là rất là đau lòng, buồn là bởi vì sợ là mọi người sẽ không quan tâm đúng mức cho cái sản phẩm của mình, cái món quà mình tặng cho mọi người. Trường không có trách mọi người là bởi vì cái niềm đam mê bóng đá đó. Trường cũng mê mà không chi. Nhưng mà cũng vui, cũng mừng là bởi vì cho tới ngày nay thì bài tập 1 là con Trường thu. Thì với số lượng xem của mọi người view cái organic, có nghĩa là số lượng view mà mình không có vận động các bạn để cày view á, thì các bạn tự ngồi xem đi xem lại thì tới là cái này là 400 ngàn hơn rồi.
Em nghĩ là gần 500 rồi đó. 400 là nó đã từ cách đây 1-2 ngày rồi. À vậy hả? Yeah. À, mấy nay công việc anh bận bịu quá không có theo sát được. Yeah. Nhưng mà mình biết không, nhiều khi trường mặc dù là mình nói là mình không quan trọng cái view, nhưng mà rõ ràng là cái số view nó càng lớn là một cái thực tế mà trường cảm thấy là rất là quan trọng đối với trường. Bởi vì đó là nó đo lường được cái tình cảm của mọi người. Nói như thế có nghĩa là các bạn đừng nghĩ là trường không muốn các bạn xem nhiều đâu, mà muốn các bạn xem nhiều thật sự kìa, chứ mà là kiểu mà chạy cho nó nghe, chỉ muốn các bạn là nghe thật sự. Thì có nhiều lúc anh ngủ mơ thấy là cái lượng view mình là quăng làm sao lên cả triệu quá chứ. Mà thôi để coi giúp mơ mình làm sao thương hay không. Quá à. Thôi mọi người nghe anh Trường vậy, ráng giúp anh Trường ít nhất là giấc mơ thành sự thật một chút. Nhưng mà hứa là phải nghe thật kìa, chứ đừng có để bấm nó tự động rồi bỏ đi cho nó tăng view. Trường không thích. Thích anh ơi, bây giờ bấm tự động đâu có tăng view đâu. Bây giờ YouTube tính view khó lắm đó. Không. Bây giờ không biết cái thời mà Trường chơi game á, anh chơi game á là có những cái phần mềm là gọi là tự động luôn. Có nghĩa là bấm nút gì là tới lúc đó là tự động bấm hết, như vừa hết bài là sẽ tự động bấm back lại rồi đủ thứ hết rồi tăng được, nói chung là nó có cách hết. Này An ơi, anh Trường anh gọi tên An cho An vừa lòng đi, nãy giờ An kêu em á hả, là anh Trường gọi tên em đi, em xong rồi còn bắt em là ngồi xa anh Trường ra nữa chứ. Đâu rồi? An Nguyễn Hoàng An. An Nguyễn Hoàng An. Đông Tây. An làm việc ở Đông Tây Promotion. Đông Tây Promotion hả? Dạ. An em muốn cái gì? Bây giờ chị Minh ngồi xa anh Trường của em ra. Sáng mai anh vô đài đi. Rồi, nè, quá trời người luôn. A hi hi rồi, An vừa lòng rồi. Bây giờ chào bạn Nguyễn Hoàng An. Dạ, anh chào mấy người. Chào bạn Lưu Thiên Long. Bạn này viết chữ Võ Lâm Truyền Kỳ. Thấy chưa, chừng nói ghen là bạn biết liền. Mình là chắc là đồng môn như hồi xưa đúng không? Không biết là sư Lưu Thiên Long theo môn phái nào. Hồi xưa trường theo đủ hết cái bàn gì bỏ đang. Anh Trường mê game lắm. Anh Trường có thể ngồi chơi game cả ngày. Hết rồi, hồi xưa thôi, bây giờ là phải để thời gian dành cho sản phẩm, cho những cái dự án của mình, dành cho mọi em người. Em tưởng mê game nó thuộc về thói quen khó bỏ chứ anh. Không, hồi xưa anh bỏ được đó. Hồi xưa anh mê lắm. Tới mức độ mà mỗi lần mà Trường đi diễn xa còn kiếm đi tìm những cái hãng hàng không nào, nhất là đi nước ngoài á, tìm những hãng hàng không nào mà họ có cho mình wifi trên máy bay để ngồi trên đó chơi mười mấy tiếng, rồi cỡ nào bay cũng được, bay. Nhưng mà chúng chỉ là ước mơ thôi. Bây giờ thì là mình khống chế được, mình kiểm soát được cái sở thích đó rồi. Rồi Lưu Thiên Long trả lời em cũng vậy ca. Nhưng mà anh hay cảm nhận gì khi ngày hôm nay cũng có một số bạn trẻ ra sản phẩm mà có thể đánh bề nổi nhiều hơn? Hôm nay thì theo thông tin về bên ekip truyền thông của anh báo cho biết thì là có sản phẩm của hai bạn trẻ, đó là bạn Nam Em với lại bạn Hương Tràm. Thì lại Hương Tràm là một ca sĩ mà anh nghĩ rằng anh yêu thích, và hai bạn ấy cũng mừng là bạn ấy, anh nghĩ là hôm nay là sẽ là ngày đúng, là sẽ là ngày nhiều sản phẩm được ra ngày hôm nay, bởi vì một lý do là không có đá bóng thôi. Là những sản phẩm này hầu như là đã ém lại để tới ngày mà không có đá bóng sẽ tung ra. Đó là cảm giác chung của mọi người. Nhưng mà theo Trường nghĩ thì mỗi sản phẩm đều là những cái sự hoạt động về lao động về nghệ thuật rất là đáng trân trọng. Trường mong muốn là tất cả những sản phẩm ra, bất kỳ ai khi ra trong cái này, chúng ta hãy nhìn nhận nó dưới góc độ tích cực. Họ ra, họ đã bỏ tiền ra, bỏ công sức ra làm chỉ để chi, để cho mọi người thưởng thức một cái sản phẩm. Đương nhiên là bao giờ mình cũng sẽ nghĩ theo chiều hướng là mọi người yêu thích cái sản phẩm mình, bởi vì mình đã bị chinh, mình làm cái gì là mình phải yêu thích của mình trước để mà chinh phục được mọi người. Thì cho nên là Trường cũng mong muốn là mọi người sẽ trân trọng tất cả những sản phẩm của anh em nghệ sĩ tụi Trường và ủng hộ cho tất cả một cái bỏ ra 5 phút để nghe một sản phẩm của mọi người, trong khi mọi người phải chuẩn bị đó cả 6 tháng 1 năm trời để cho sản phẩm. Với lại thực ra thì anh Trường bây giờ, anh Trường đã có một cái thời đỉnh cao rồi. Đối với anh Trường bây giờ âm nhạc thuộc về đam mê nhiều hơn, và phải để gọi là phục vụ fan nữa anh ạ. Anh rất là làm biếng bao nhiêu năm, bây giờ anh mới chịu làm dự án. Trong khi cái hôm họp báo rất nhiều người nói đúng là anh phải làm dự án này từ lâu lắm rồi. Mà các bạn bây giờ các bạn thấy là thực sự là bây giờ Trường đã nghe lời các bạn rồi đúng không? Trường làm rất nhiều dự án luôn á. Trường làm gọi là nhiều khi Trường không có thời gian để mà đi tập thể dục luôn á, bị nói hoài nói hoài à, cứ kêu anh tập đi. Bực mí với các bạn đó là anh Trường bảo rằng là chứ bao giờ anh Trường phải làm việc với lại cường độ vất vả như vậy, thương ghê á. Nhưng mà anh đáp lại thì anh lại thấy mình được tưởng thưởng xứng đáng, bởi vì số lượng người xem những cái sản phẩm mình yêu thích và đề nghị sống với lại cái cảm xúc của mình rất là nhiều. Chị nghĩ đó là một cái món quà mà có thể xóa bỏ tất cả những cái mệt mỏi của Trường. Mọi người nếu như mà muốn anh Trường siêng năng hơn một chút thì mọi người có thể comment những cái bài hát nãy giờ Dũng Minh thấy rất là nhiều, quá trời bài luôn anh ơi. Nhớ Sài Gòn để mà kêu anh hát để chọn nè, để thương nhớ Katy nè, rồi Tình Là Nhớ,
Bạn Trần Vũ bảo là bài gì cũng được luôn nè. Nhớ em. Tình thơ. Tình em mùa xuân, tình yêu đam mê. Ai cũng kêu anh hát hết. Tình yêu đam mê hay á. Nhiều bài hay quá. Quá trời bài hay luôn, yên tâm. Vậy chắc anh Trường phải làm 10 mùa. 10 mùa chắc cũng còn dư á. Và nhiều lắm. Yeah. Ngày xưa em nhớ đọc trên tờ báo là bảo là hả, lúc đó mình thu âm là theo hãng đĩa chứ không phải là mình tự sản xuất, là có mấy cái dự án mà anh hát tới 400 bài hát. Đúng rồi. Hồi đó lúc mà Trường, các bạn biết không, Trường nhớ là tháng 10 năm 1994 là Trường thi hát cho Thập Đại Tinh Tú ở trong nhà văn hóa quận 5. Cái thời điểm đó là anh Minh, Hữu Minh là hiện giờ là chồng của Cẩm Ly đó, là đang săn tìm những cái giọng ca mới trẻ và có thể hát được nhạc ngoại của Lê Việt, nhất là đặc biệt là nhạc của Hồng Kông lúc đó bây giờ. Thì anh Minh đã tới cái hôm chung kết và xem và đã chấm giọng hát Trường và mời Trường đến vòng thu để mà thử giọng. Và sau đó thì cái hợp tác chung lại Kim Lợi. Sau khi xuất hiện trên Kim Lợi, các bạn nhớ bài đầu tiên của Trường là bài gì không? Bài đầu tiên Trường hát Kim Lợi, mình có nhớ không? Đố mình. Em biết mấy bài Mưa Bụi à? Đó thì Mưa Bụi là bây giờ là Mưa Bụi, nhưng mà lúc anh vào là đổi sang cái tên là Tình Đã Bay Xa, đúng không? Em không, nó là một đó nhưng mà nó đổi sang cái tên khác. Có ai nhớ là anh hát bài đầu tiên bài gì trong Tình Đã Bay Xa không? Ai nhớ là siêu phàm lắm á, em không nhớ đó. Anh nhớ nè. Cái bài gì mà có cái tên của một người luôn đúng không? Em nhớ cái bài mà gì có một nàng thật đẹp đứng chung tên ta. Không phải bài đó. Bài đó là hát chung với cảnh. Bài đó là không phải bài đó là thật ra bài đó là anh quên rồi. Không phải. Để anh nói luôn cái bài mà anh hát đầu tiên đi, tại bài đó thực sự. Bài Tiếng Sáo Phiêu Bồng. Ồ, dạ. Thì đó cũng là bài mà rất nhiều người yêu cầu anh hai hát, và em trước mặt tất cả mọi người đề nghị anh hai phải hát bài đó ở trong những mùa sắp tới. Sắp tới rồi. Bài đó hơi bị hay mà. Đúng rồi. Thì nhờ cái bài đó khán giả biết đến Trường nhiều hơn và các trung tâm khác bắt đầu quan tâm tới Trường. Để hát lại một câu thì, đi. Thì vậy hả? Một câu. Trời ơi, bao nhiêu năm rồi? Bao nhiêu năm rồi? Hai mấy năm. Trong hành hôn, chúng ta đứng trong đời chim cuối trời. Chim bay về đồ non, chim hương khói làm bình. Em bắt tông nữa kêu. Giờ bước đi khắp chân trời, coi sao coi mây theo cùng ta. Hạnh khúc chỉ sao bên mình, những lúc xa xe đêm lạnh lùng. Trời ơi, còn cái sao giống như ông thầy bối đang đi. Dạ. Rồi sao nhờ những có bạn... Linda nè, có Tình Đơn Phương nè. Linda. Trời ai mà Linda, comment Linda là nghe nhạc của anh dữ dằn lắm luôn á. Đúng rồi. Anh thích đôi giày vải. À, đôi giày vải, người lái phong. Bạn Gia Bảo bên Vietnamnet. Vòng tay người ấy à, Gia Bảo thích vòng tay người ấy hả? Chị ơi, hỏi anh Trường giùm em là chỗ nào còn bán album cũ của anh không? Anh chủ nhà chỗ là em làm thuê mê anh Lam Trường lắm nên nhờ em hỏi. Cảm ơn Gia Bảo. CD của Trường, những cái CD cũ bây giờ các bạn có thể tới trung tâm Viết Tân nằm ở đường các bạn tháng 8, thì các bạn lên Google search có thể tìm được. Thì hiện nay có thể nói là Viết Tân là nơi còn giữ lại những cái đĩa cũ, có thể không phải tất cả nhưng mà sẽ có nhiều điểm mà các bạn muốn tìm trước đây có thể có ở đó. Ngoài ra nữa thì muốn tìm nữa thì chắc cũng khó. Thực sự là đó là cả một cái Trường có những người fan ruột mà họ phải đi sưu tầm lại từng cái đĩa, có được từng cái đĩa là họ rất là sung sướng. Thì có một lần Trường đã từng có một cái dự tính là làm lại tất cả, không phải thu lại nhưng mà sẽ cho đưa tất cả những cái đĩa mà Trường hát trước đây làm lại một cái in xong một cái đĩa mới, một dạng đĩa bạch kim hay đĩa vàng đó. Yeah. Làm một cái collection. Yeah. Cho tất cả các đĩa của Trường. Em muốn tái bản album mãi mãi. Album mãi mãi Trường đã tái bản rồi. Hiện nay các bạn tới Viết Tân chắc chắn là sẽ còn, Trường đã sẽ còn. Hiện nay thì Trường vẫn còn giữ một số đĩa, tại vì mỗi lần Trường đi diễn ở xa, đặc biệt ở nước ngoài thì khán giả vẫn thích và muốn có những đĩa đó, thì thường Trường sẽ giới thiệu ở trong những đêm diễn của mình. Trường sẽ lưu ý về vấn đề này, câu hỏi này, tại vì thật sự ra Trường đã có ý tưởng giống như Trường đã vừa nói là Trường tính là sẽ cho làm bìa lại, in lại tất cả những đĩa đó và làm thành cái dạng đĩa lưu niệm và có thể bán trong cái số lượng giới hạn thôi. Những đĩa bạch kim, đĩa vàng. Dạ, tóc thề diệu bình, thích tình yêu tóc đam mê. Tóc thề hay lắm, thì mà xét cho nghe. Thích chia tay trong mưa. Chia tay trong mưa. Còn anh Hiền, thích nhớ em. Nhớ em là hát sao ta, quên rồi. Bài làm sao khiến được lòng phải cố quên. Dạ, bài đó hay. Bài đó hát đau lòng, buồn. Anh thì có bao giờ phải đau lòng vì tình yêu đâu. Sao em biết không? Ai mà không, anh tim anh bằng thịt với bằng sỏi đá đâu mà không đau. Nhưng mà em nghĩ là anh toàn được nhận thôi, thành ra là đó chỉ vì em nghĩ như vậy cho nên là đôi khi là nghĩ không đúng, không chính xác về anh. Thật sự anh là cũng người giống như là mình đứng trước bao nhiêu cái luồng sóng độc của trong người mình phải chịu rất là nhiều.
Yeah. Em không tin. Bây giờ anh muốn, đại khái là anh yêu ai thì em nghĩ là người đó sẽ yêu lại anh. Thành ra là anh là trước đây gì nói lúc mà anh còn còn thời xưa trẻ gì. Ủa bây giờ cũng bây giờ tình yêu kiểu khác rồi, yêu mọi người là yêu theo kiểu là quý nhau, rất là xem trọng nhau, trân trọng nhau thôi. Bây giờ mọi người ơi, chắc là anh Trường trò chuyện cũng nhiều rồi, thôi thì bây giờ mình hãy ủng hộ anh Trường bằng cách là mình lên YouTube mình nghe Vầng Trăng Khuyết, nghe đi nghe lại, nghe hoài nha, replay hoài nha, để cho bài của anh tăng view. Như vậy thì ekip mới có động lực để dụ dỗ anh Trường ra thiệt là nhiều bài hát nữa. Nha mọi người nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và ngày mai 10 giờ sáng Trường sẽ có buổi giao lưu trực tiếp trên sóng của FM 99 MHz. Lúc đó Trường sẽ nói chuyện nhiều hơn, sẽ đem đàn guitar thay hết tặng cho các bạn. Bây giờ thì chúc các bạn có một đêm nghe nhạc thật là vui, nghe cho tới khi nào các bạn đi ngủ thì thôi nha. Chào mọi người, xin chào tạm biệt. Ôi bắn tim. Bắn tim quá. Chào mọi người.